cha cho bà con ăn được bán á, mình pi cái lô, pi cái lô đi thay từ nắp đi mà phay crop, sắp pi cái lô thay từ nắp đi mà phay crop, spiro thì nãy đi bà con bán từ tôi là hồi đó từ chiêu mà mình khổ, cha chiêu mà mình crop, pi mà phay bảy cái bông đấy, và chạy pi cái lá cứ mình cái bông tôi cái bông thông là sang cái bông trăm rồi crop nhưng ai mà stop. Mà mình xua tha về đập hở tới thơ tốc tạo bóng ôn cua tại bóng bóng được có bao và to nhưng thang mình ai bảo bóng mang tê tới ta to su phở và to tiết dương su mùa chỉ ngữ ban được ấy gì khỏi là pro tạc cam và nâng dương su vật ban tay xong đó tầm nắng tạ to mà khang trong bao sân thì khang trong mặt mang tạ to tầm bóng ôn toàn bê về phục như bị tràn chặt như trở nè chân giống chi diêm ta thương mắt nâng tam đang sau khi bóng ôn được bàn chả chắc số bóng ôn tam đang được pay được bóng nhóm chắc nhóm miền ban chuẩn bị phát thang cam thơ tốc nắng miền á chả và to ca pra còn bóng bóng là sao hai giờ nó bắt đầu gà bà bật to pinus sọc phim bóng ổn ở trong đam và xa là hai nướng chiên tờ rộng chả phim chụp chay này sọc phim của bóng ổn chia phim chỉ ngừ chân rộng bó để mặt thêm xong in bọc mà châu không thay máu bó để mặt thêm từng áo phim và mổ sân phi à thạ phải giáo phi bánh hai cái đau chả rồi có bóng ổn miên bánh hai ấy bóng ổn khẩu mân thằng cao video đi màu thả bóng ổn phở tất thua tục chạy 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 xong khẩu mân được cao video đi chả rồi có inbox rồi có tẹt to mà lại tu sắc là rẻ tiền của buổi sai là bỏ đồng chặt đặt bên sạc support mình mặt hàng tiện để dùng cho chụp lên tủ sạc nên lên khép xong lên video chả để dùng cho lên tủ sạc chỉ muốn được khép xong lên video chả con chả